giữ địa bàn, công an huyện Lâm Bình đề nghị mọi cần dân phải hát tốt một số việc lăng. Nương là tất cả mọi cần dân bay từ tí nó lúc hư mà huyện Lâm Bình phải lân hở thôn, bán, chính quyền, lực lượng công an xã, đặc biệt là bay mà từ các địa phương hư mì công bố dịch bệnh bằng Hà Nội, Quảng Ninh, Lào Cai, Vĩnh Phúc, Ninh Bình, Bắc Giang, Phú Thọ, Thái Nguyên, Hải Dương, Lai Châu, thành phố Đà Nẵng, Thanh Hóa, Trà Vinh, Ninh Thuận, Tây Ninh, Bạc Liêu, Khánh Hòa, Hà Tĩnh, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Thuận, Đồng Tháp, Quảng Nam, thành phố Cần Thơ, Huế, Bến Tre, Bơ Mà Thân, khẩn trương khẩn trung tâm y tế rút ti sớm nhất để khai báo hết quy trình kiểm tra phòng dịch theo quy định. Thong là lúc hơn mì cán bộ công an mà thân cháu khai báo bây rút hơn mà phải lân ở âm ăn việc công tác phòng chống dịch Covid tiếp cẩu hầu phải mì ăn nghĩa vụ hợp tác lân ở đo chính xác cần hơn vụ hợp tác khai biàng khai thiếu bu lân bệnh truyền nhiễm cần hơn vụ thực hiện ăn việc xét nghiệm theo yêu cầu của cơ quan nhà nước là bị phạt cảnh cáo phạt tiền từ thó bát thân hạ bát khai báo biàng là ăn hậu quả thử bệnh lây lan thử lai cần là bị truy cứu trách nhiệm hình sự tham là cần hơn đẩy y sĩ y tá hướng dẫn cách ly rú gần yêu cầu phải chấp hành nghiêm hài phát hiện cần hơn bút thực hiện đúng như óc lo khỏi ươn tiếp xúc bầu cần lo cần ở hữu chất báo hở trưởng thôn công an viên công an xã công an huyện theo số điện thoại 0273 868 113 chứng để xử lý theo quy định theo nghị định 167/2013 của chính phủ quy định mà xử phạt ăn vi phạm hành chính dù ăn lĩnh vực y tế cần hơn muốn chấp hành nghiêm cách ly của y tế cơ quan nhà nước theo hướng dẫn của cơ quan y tế là bị xử phạt tiền từ 2 triệu 10 thân 1 triệu khác hơn là bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Thế là từ bàn tiếp xúc bữa tam bữa này tất cả mọi cần dân lúc hơn óc tàng óc đi đông cần phải đeo khẩu trang cần hơn muốn thực hiện là bị xử phạt hành chính khác hơn là bị phạt tù. Cả này công an huyện công an xã đang tăng cường cán bộ nắm cần hơn cũng chấp hành là bị xử phạt theo quy định của nhà nước rất mong ngoài cần dân chấp hành ở màn đây hả là bắt đầu từ tiếp thông giờ tăng hơn hoàn thông tiếp pét bươn tham đi này đi du lịch thủ tướng chính phủ quy định rằng thưởng mọi việc khai hàng như quán kim nằm quán hát quán kim khẩu, quán kim chậu, công an các cấp đang tăng cường kiểm tra việc thực hiện. Cần hơn vi phạm sẽ bị xử lý theo nghị định của chính phủ. Công nhân hơn cũng chấp hành. Ăn viên của chính phủ tạm đình chỉ rằng mọi hoạt động khai quán như quán khẩu, quán kim nằm, quán hát, ti đông cần, mì lai nguy cơ, truyền bệnh. Công dân hơn cũng thực hiện là bị phạt tiền từ 2 triệu thân 1 triệu. Rất mong mọi cần dân du huyện Lâm Bình Hầu hứa lực lượng công an cơ quan chức năng để hết việc hở đạt hiệu quả hai cần hơn phụ trách mì cần vi phạm óc óc khu cách ly du ườn hay là du y tế bút đeo khẩu trang hay là quan hát đi khai hàng đi tập trung đông cần là thông báo ở cơ quan công an theo số điện thoại 0273 868 113 hoặc là báo ở công an xã để phụ trách xử lý theo quy định của pháp luật. Sốc là từ bàn tham thiếp bên tham bên này thân bàn thiếp hạ bên thí bên này công an huyện Lâm Bình tạm dừng hết thủ tục cấp giấy chứng minh nhân dân chỉ chứng nhận đo điều kiện mưa an ninh trật tự trường hợp hơn thực sự cần thiết phải viết chỉ so mì lý do xong là mì xác nhận của công an xã là công an huyện chứng giải quyết hơn chất là từ tiếp phong giờ hoàn số ớt bên thí dương lịch 2020 chú toàn huyện hầu hát theo nguyên tắc cách ly vườn cách ly vườn thôn bản cách ly thôn bản xã cách xã huyện cách ly huyện yêu cầu tất cả mọi cần dân lúc đỡ vườn chỉ có lo khỏe vườn lúc hơn mì cần vân khởi bay thử ra cấp cứu cần vân khởi thử khẩu vaccine
ông đi đâu cần, đi công cộng phải cách căn, thao mét. Khi chủ thuyền, bút đẩy tập trung có thông cần, ngoài các cơ quan nhà nước. Cái này là giấy ăn thông thường đúng không? Bọn em là cho chạy vào trong cái khẩu trang 4 lớp này đúng không? Thay cho cái lớp kháng khuẩn, thay cho lớp vải là kháng khuẩn đúng không? Đây là những cuộn này kia. Một cuộn này là bao nhiêu cân? Cái này nó khoảng 25-30 cân. 25-30 cân. Cũng cho vào máy chạy như bình thường như thế kia. Đúng không? Em tên là gì? Là Long. Long là cán bộ kỹ thuật hay là gì? Vâng, có là kỹ thuật. Hộ kỹ thuật của công ty Việt Hàn sản xuất Quảng Giang đúng không? Dạ. Đây đúng không? Một cuộn giấy cụ thể đây đúng không? Sẽ lắp vào thay cho cuộn màng hạt viên. Vâng. Như thế chẳng là đâu này lắp thử nữa. Em quay về cho nó lắp. Để đó, để họ làm. Chúng đứng ra đừng đứng ở trong con này. Đấy, thế là lắp cuộn giấy này vào thay cho cuộn màng ngọc kia, là cứ thế là chạy là ra khẩu trang kháng khuẩn đúng không? Lắp từ thế xem nào. Nào, nối vào xem. Chạy đấy. Thank you.